Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn, tốt xấu bất phân, chớ vội bỏ cuộc. Bước sang tháng 2 âm lịch thấy rằng đây là khoảng thời gian tốt xấu đang xen đối với những chủ rồng. Bạn cần chuẩn bị tinh thần vững vàng, trở nên nghĩ tới việc bỏ cuộc trước những khó khăn. Bởi có thể trong lúc bạn tưởng chừng tuyệt vọng, quý nhân sẽ xuất hiện chỉ cho bạn hướng đi mới. Trên phương diện sự nghiệp, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Tháng 2 âm lịch có thể sẽ nhận ra lòng người khó đoán ra sao. Bởi khi đứng trước lợi ích, có những kẻ tưởng chừng là bạn bè thân thiết, người thân đáng tin cậy cũng sẽ trở mặt quay lưng. Hãy coi đây là cơ hội để mình nhìn rõ bộ mặt thật của mọi người. Theo tử vi tháng Ất Mão năm Quý Mão 2023 của tuổi Thìn cho thấy, phương diện tài lộc, các nguồn thu cũng sẽ không đổ về dồn dập như dự đoán của bạn, thậm chí có người còn bị tổn hại lợi ích vì tin tưởng nhầm người. Thời điểm này, những chủ rồng cần phải cẩn trọng trong các dự án đầu tư kinh doanh, hạn chế hợp tác với người khác, tốt nhất hãy tập trung vào những công việc còn đang dang dở của mình. Phương diện tình cảm cũng không mấy êm đềm do chịu tác động của ngũ hành tương khắc. Những người độc thân được bách việc đào hoa chiếu mệnh nên vẫn thể khởi sắc hơn, tuy nhiên vẫn cần phải cẩn trọng trước những nguy cơ đào hoa xấu. Trong khi đó, người đã lập gia đình cần tránh rơi vào những lời đồn thổi thị phi với những các mối quan hệ ngoài luồng. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Cục diện Mão Thìn tương hại sẽ gây ra nhiều khó khăn cho vận trình sự nghiệp của những chủ rồng trong thời điểm tháng 2 âm lịch này. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng vào những rắc rối không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Tháng 2 âm lịch, bạn không nên đặt hoàn toàn lòng tin vào bất cứ ai, việc hợp tác lại cần càng phải có sự đề phòng. Đứng trước lợi ích, có những kẻ sẽ sẵn sàng lợi dụng bạn để thu về cái lợi cho bản thân mình. Tuy nhiên, nếu bạn tin tưởng nhận ra trước những mối quan hệ này thì khả năng tìm ra hướng ứng phó là rất cao. Đồng thời hãy coi đây là cơ hội tốt để nhìn nhận xem ai thật sự tốt với bạn, ai là kẻ tiểu nhân rình rập chờ cơ hội. Tử vi tháng 2 âm lịch cho thấy nhiều khó khăn ập tới, song những chú rồng cũng trở nên bi quan hay đầu hàng trước số phận. Bởi tam hội và quan đới là hai cát tinh vẫn xuất hiện giúp cho bạn khắc phục phần nào những rắc rối. Hãy chăm chỉ làm việc, đừng nên oán trách người khác, bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân. Đối phương xuất hiện bất ngờ sẽ đưa ra cho bạn những giải pháp bất ngờ giúp bạn nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. 2. Luận về phương diện tài chính. Tình hình tài lộc của người tuổi Thìn cũng không quá tươi sáng, công việc không được thuận lợi cũng kéo theo doanh thu sụt giảm. Bạn cần phải bình tĩnh tìm ra cách ứng phó, chớ không nên vội vàng, sốt sắng, quá mức kẻo lại sai càng thêm sai. Cục diện tương hại sẽ đem tới nhiều phiền phức cho người tuổi Thìn. Bạn cần phải cẩn thận trước những chiêu trò cạnh tranh từ đối thủ cũng như việc ký kết hợp đồng với đối tác. Những kẻ xấu bụng sẽ lợi dụng sự lơ là của bạn để gây ra thiệt hại cho bạn đấy. Việc hợp tác làm ăn với bạn bè, người thân trong tháng này cũng nên tránh bởi sẽ có nhiều bất trắc xảy ra khiến đôi bên lại vừa mất tiền lại vừa sức mẻ mối quan hệ. Tốt nhất bạn hãy hoàn thành tốt các công việc còn đang dang dở của mình. Việc mở rộng làm ăn cần chờ đến thời điểm khác thích hợp hơn. Tuy nhiên, đó đây sẽ xuất hiện nhiều cơ hội do tam hội và quan tới đem lại cho bạn. Để trở mình, với người làm công ăn lương, cố gắng hết sức hạn chế các sai sót xảy ra thì sẽ nhận được những khoản thưởng nóng tiền lương đều đặn. Còn với người làm kinh doanh, cần tin tưởng nhận ra thế mạnh của bản thân để phát huy, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của riêng mình. 3. Luận về phương diện
tình cảm, gia đạo. Theo tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 cho thấy, vận trình tình duyên của người tuổi Thìn không quá thuận lợi vào thời điểm này. Dù còn độc thân hay đã có đôi có cặp, người tuổi Thìn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để đề phòng trước các nguy cơ. Với người còn độc thân, bách việt chủ đào hoa xuất hiện cho thấy bạn có thể nhận được sự chú ý của một vài đối tượng các giới, thậm chí còn có người công khai bày tỏ thiện cảm với bạn. Tuy nhiên, bạn trở nên vội vàng đặt lòng tin vào ai đó. Người càng giỏi nói lời ngon tiếng ngọt lại càng cần phải đề phòng. Dù là bất cứ ai, bạn cũng nên dành thêm thời gian để trò chuyện, tìm hiểu chứ không nên đốt cháy giai đoạn. Hãy dùng lý trí để cân bằng nhiều thứ chứ không nên nghe theo rung động nhất thời. Còn với người đã lập gia đình lại càng cần phải cẩn trọng trước những đối tượng tiếp cận. Có người có thể kéo gần quan hệ với bạn nhằm hướng tới một mục đích nào đó. Bạn cần phải vạch rõ giới hạn với người khác. Trước mắt là để tránh những tổn thương cho nửa kia, sau là tránh những lời đồn thổi gây ảnh hưởng tới danh tiếng sự nghiệp của mình. Ngũ hành tương khắc khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đạo không mấy yên ấm. Còn giáp này thường tranh cãi với nhau vì những quan điểm bất đồng với người ấy. Đây là lúc mọi người cần bình tĩnh ngồi lại, đặt mình vào vị trí của người còn lại để cân nhắc và hành xử sao cho hợp lý và phù hợp. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, tháng 2 âm lịch này, người tuổi Thìn không gặp phải những vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập tiệc tùng, nên dành thời gian mỗi ngày để luyện tập thể dục thể thao. Công việc vất vả có thể khiến cho con giáp này cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Hãy tìm cách xả stress kịp thời, ví dụ như đắm mình trong thiên nhiên hoặc tâm sự với người thân để gỡ rối. Tin rằng chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng khó khăn nào là bạn không thể vượt qua. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 2 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, mệnh Thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Quan hệ xã giao bất lợi, cẩn thận trước nguy cơ, người quen trở mặt. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh Hỏa, nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, hạn chế hợp tác với người thân quen nên xem xét kỹ giấy tờ. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, mệnh Thổ, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, không nên vội vàng trong chuyện tình cảm, có thể gặp phải kẻ không đáng tin. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mệnh Mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, gia đình bất hòa, mọi người có nhiều ý kiến bất đồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, mệnh Kim, nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, nhận được sự giúp đỡ của người khác khi gặp phải khó khăn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng.